Sốt xuất huyết cần kiên gì không? Người bệnh sốt xuất huyết cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nhưng tránh thức ăn, thức uống có màu đỏ, màu đen vì khó phân biệt với màu máu nếu nôn ói hoặc đi ngoài, theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, người bệnh sốt xuất huyết không nên nhịn ăn uống mà dùng thức ăn lỏng, dễ tiêu, chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Uống nhiều nước để cơ thể không bị thiếu nước và chất điện giải, không nên cạo gió, cắt lễ. Nhiều người cho rằng cắt lễ khi cơ thể xuất hiện những mẩn bầm để lấy bớt máu tuy nhiên thực tế có thể dẫn đến chảy máu không cầm. Ngoài ra, vết thương khi các lễ tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập gây nhiễm trùng, rối loạn đông máu, người bệnh cũng không tự ý uống thuốc mà không đến bệnh viện khám, do có thể bỏ sót các triệu chứng nặng. Bệnh nhân cũng thường chủ quan đã dùng thuốc nên không theo dõi sát diễn tiến nặng, nhập viện muộn khi đã vào sốc xuất huyết hoặc biến chứng nguy hiểm, không hạ sốt bằng thuốc aspirin, ibuprofen, dễ gây xuất huyết nặng, chảy máu dạ dày. Cách hạ sốt đúng là uống thuốc paracetamol với liều lượng phù hợp cân nặng mỗi lần uống cách nhau 4 đến 6 giờ, khi nhiệt độ cơ thể từ 38 độ C, không nên uống thuốc hạ sốt liên tục, thời gian uống cách nhau quá ngắn hoặc nhiệt độ dưới 37 độ C, sẽ quá liều hoặc lạm dụng thuốc. Uống thuốc hạ sốt liên tục có thể gây tổn thương gan, xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân nên đến bệnh viện khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Không nên truyền dịch tại các phòng khám tư hoặc cơ sở y tế không đủ điều kiện vì nguy cơ sốc dịch truyền hoặc bỏ sót các triệu chứng nặng của bệnh, gây phù nề, suy tim. Quá trình điều trị sau đó gặp nhiều khăn.